Chào anh chị và các bạn. Đất nông nghiệp có giá thành rất là hấp dẫn và chịu nhiều sự tác động tích cực bởi luật đất đai. Hơn thế nữa, chúng ta có thể gia tăng giá trị và trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những nhà đầu tư giàu có trong một thời gian ngắn, đặc biệt tại các địa phương đang có sự phát triển về quy hoạch hạ tầng hay là cái chu kỳ bất động sản nó đang là tốt. Nhưng mà đầu tư đất nông nghiệp này nó cũng có những cái mặt hạn chế nhất định và những rủi ro mà chúng ta cần phải nhìn vào. Vậy thì nó có những cái mặt rủi ro nào chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình đầu tư? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy bổ ích và giá trị cho người thân, bạn bè của mình. Hãy chia sẻ ở cái nút chia sẻ phía bên dưới và đừng quên tặng cho video một nút thích. Lưu ý đầu tiên là vấn đề chuyển đổi anh chị ạ. Chuyển đổi. Anh chị ạ, trong thời gian vừa qua tại Bình Phước ấy, khi mà có những cái thời điểm mua bán giống như thể là mua bán rau vậy, thì nhiều nhà đầu tư họ tranh nhau giành giật những cái tảng đất to để phân lô tách thửa. Thì cái việc này là không có sai, bởi vì có cung thì phải có cầu. Nhưng cái vấn đề ở đây là có nhiều tảng đất ấy, do là mua bán trên cái hình thức gọi là tranh nhau, giành nhau như vậy mà không kiểm tra kỹ về vấn đề chuyển đổi. Có những tảng đất thì sau khi kiểm tra trong bộ phận văn phòng đăng ký đất đai mới biết được hiện nay tảng đất này chưa chuyển đổi được. Và anh chị lưu ý rằng cái việc đầu tư nếu chúng ta mua xong bán liền ý, thì cái việc kiếm lợi nhuận nó khá là ít. Và để gia tăng giá trị trong cái loại đất này chúng ta cần phải chuyển đổi cho nó. Tức là biến đất nông nghiệp thành loại đất giá trị cao hơn, ví dụ như đất thương mại dịch vụ hay là đất SKC hay đặc biệt là đất ở, đúng không ạ? Thì chúng ta mới tách thửa được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ tách xào thôi. Thì như vậy lợi nhuận nó không có cao. Nhưng mà để tối ưu hóa cũng như là gặt hái thành công thì chúng ta phải chuyển đổi được. Đấy là cái lưu ý đầu tiên. Thì để biết được cái đất này nó có chuyển đổi được hay không thì anh chị có những cái cách sau đây để chúng ta kiểm tra. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra trên cái app điện thoại. Hiện nay tại Bình Phước thì anh em đang sử dụng cái app là Quy hoạch Bình Phước. Hoặc anh chị các bạn ở đâu thì chúng ta có thể sử dụng cái app tại địa phương của mình, hoặc là các cái app ví dụ như là Thông tin Em, On Em. Và chắc chắn nhất chúng ta có thể hỏi trực tiếp các thông tin trong bộ phận văn phòng đăng ký đất đai. Và cái lưu ý số 2, vấn đề pháp lý. Pháp lý. Cái loại đất này á, nếu nó chưa có sổ đỏ hay sổ hồng ấy, thì cái việc làm sổ cho nó cũng là một cái bước gia tăng giá trị trong đầu tư. Tuy nhiên anh chị lưu ý là những cái đất mà là chưa có sổ thì chúng ta cần tránh xa. Đặc biệt là trong thời gian tới, cách đây vài ngày thì anh em có đưa cái thông tin là gì ạ? Nếu bán đất không có sổ thì sẽ bị phạt tiền ấy. Thì chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu sâu xem là gì ạ? Với cái việc như vậy thì mình mua bán liệu có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của Nguyễn Đoàn thì anh chị và các bạn nên ưu tiên những loại đất đã có sổ nha. Thì chúng ta yên tâm hơn. Bởi vì đây là cái số tiền lớn chúng ta đặt cọc cũng đôi trăm hoặc đôi tỷ rồi. Chưa nói gì đến cái việc gọi là gì ạ, chưa có sổ mà chúng ta cứ đặt cọc theo cái kiểu mà cảm xúc hay là ham giá rẻ như vậy thì rất là dễ vướng phải những cái vấn đề về tranh chấp anh chị ạ. Thì cái lưu ý số 3 là quy hoạch và kế hoạch. Quy hoạch và kế hoạch ở đây là gì? Đất nông nghiệp anh chị ạ thì phần lớn nó là những cái tảng đất rất là bự. Đấy, nằm ở các khu vực xa dân, gần dân cũng có nhưng mà ít. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý rằng những cái đất mà nó chưa có sổ ấy hoặc là chưa có thổ cư ấy, nó xa dân cư như vậy thì trong nhiều khả năng nhé, chứ không phải là chắc chắn, thì nó sẽ bị có một cái quy hoạch nào đó theo tầm nhìn. Ví dụ như là tầm nhìn 5 năm, 10 năm thì các cái quy hoạch, kế hoạch này ở trên tỉnh có phân bổ hay là sử dụng cái khu vực này và các công việc gì hay không. Ví dụ như là đường xá, cây xanh, các cái công trình công cộng thì anh chị và các bạn nên kiểm tra kỹ cái vấn đề này trong bộ phận
văn phòng đăng ký đất đai xem là cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm và cái quy hoạch tầm nhìn 5 năm, 10 năm thì cái đất nông nghiệp này hiện nay có cái dự án hay là những cái mặt rủi ro nào mà chúng ta không thể xây dựng, chuyển đổi hay là đầu tư được hay không. Anh chị lưu ý cái điều này. Cái lưu ý số 4, khả năng kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Với những cái tảng đất nông nghiệp anh chị ạ, diện tích nó to như vậy thì chỉ có thể sử dụng vào hai cái việc đầu tư thôi. Thứ nhất là đầu tư nông nghiệp. Thì đầu tư nông nghiệp anh chị biết rồi, vốn phải dày. Đấy, tầm nhìn cũng phải đôi năm hoặc là đôi chục năm thì mới có hiệu quả được. Thì tất nhiên là sao ạ? Không thể đầu tư ngắn hạn được. Hoặc là chúng ta đầu tư ngắn tại những địa phương đang là phát triển hạ tầng hay là khu cụm công nghiệp đi. Thì để mua bán nhanh như vậy thì chúng ta vẫn cần phải phân lô tách thửa, đúng không ạ? Thì mới gia tăng được, nợ nhuận được. Thì trong trường hợp như này, nếu chúng ta chỉ mua bán đơn thuần thì nợ nhuận nó chỉ phù hợp với những cái thời điểm nóng sốt thôi. Còn những cái thời điểm bình thường ấy, thì chúng ta bắt buộc phải gia tăng giá trị thì mới có cái lợi nhuận cao được. Vì vậy mà sao ạ? Cái việc mà khả năng kiếm lợi nhuận ngắn hạn nó thấp hơn so với những cái tảng đất nhỏ. Anh chị lưu ý về cái phần này. Cho nên những anh chị nào chúng ta đang có ý định đầu cơ lướt sóng ấy, thì với đất nông nghiệp này chọn thời điểm mà tham gia, chứ không phải lúc nào cũng tham gia được anh chị nhá. Và cái lưu ý số 5 là hạ tầng nó chưa phát triển. Hạ tầng chưa phát triển. Ở cái lưu ý số 5 này rất là rõ ràng, ở những cái tảng đất nông nghiệp to bự như vậy thì nó nằm rải rác ở nhiều khu vực, phần lớn ở các khu vực xa dân cư. Nếu ở gần dân cư thì đã có kế hoạch trong vùng đất ở rồi thì điều này rất là rõ ràng. Nhưng mà cái hạ tầng khu vực nơi đấy phần lớn nó chưa có phát triển hoặc là chưa được phát triển, thì như vậy nó sẽ giảm thiểu cái sao? Nó sẽ giảm thiểu cái tiềm năng của khu vực nơi đấy. Còn trong trường hợp nếu hạ tầng nó chưa phát triển nhưng mà trong cái kế hoạch quy hoạch tại địa phương đấy, anh chị lưu ý cái ý số 3 này, cái ý số 5 này, tức là hạ tầng chưa phát triển nhưng mà sao ạ? Cái giá nó rẻ nhưng mà chúng ta kiểm tra ở quy hoạch và cái kế hoạch thì cái khu vực này đang có sự phát triển thì nó lại khác. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý rằng nếu cái khu vực đấy hiện nay đang quá thưa dân, hạ tầng phần lớn ở những cái tuyến đường nông thôn mới có từ xa xưa, mà hiện nay chúng ta kiểm tra tầm nhìn quy hoạch tầm nhìn từ 5 năm đến 10 năm chưa có sự phát triển gì, thì chúng ta nên cân nhắc là có nên đầu tư ở đây hay không anh chị nhá. Bởi vì trong đầu tư ấy, có một cái điều rất quan trọng là chị là khả năng và cái tốc độ thu hồi vốn và chốt lời anh chị ạ. Tất nhiên đất nào nó cũng có lời cả, vấn đề là cái thời gian và cái tốc độ thôi. Và cái lưu ý số 6 là rủi ro thiên tai anh chị ạ và thời tiết. Rủi ro thiên tai thời tiết thì chúng ta thấy rất là rõ ràng đó. Ví dụ trong thời gian vừa qua cơn bão tại miền Bắc cũng vậy, ảnh hưởng rất là nhiều. Thì phần lớn là vào những cái khu vực mà đất nông nghiệp là chính, trồng cây lâu năm hoặc là trồng cây hàng năm, thì ở các khu vực miền Nam thì nó bị ít, bị hạn chế hơn. Nhưng mà các khu vực mà thường xuyên hứng chịu những đợt thiên tai hay là thời tiết xấu ấy, thì cái rủi ro này chúng ta cũng cần phải liệt kê vào cái danh mục đầu tư của mình, xem là mình có phù hợp hay không và với cái thời điểm này liệu có xuống tiền được hay không. Và cái rủi ro số 7 ở đây là thanh khoản chậm. Thanh khoản chậm có nghĩa là bán chậm đấy anh chị ạ. Anh chị lưu ý rằng với tất cả 7, 6 cái lưu ý trên thì cái đất nông nghiệp này nó có một cái mắc cảm là gì ạ? Thứ nhất là tài chính lớn, vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ. Cái thứ hai là cái việc chuyển đổi, nếu hiện nay nó chỉ là đất nông nghiệp mà chúng ta lại sao? Chúng ta lại mong muốn đầu tư để phân lô tách thửa thì khả năng nó không phù hợp. Hoặc là sao ạ? Cái nhu cầu về khai thác nông nghiệp nó ít,
Thành thử ra là sao? Nếu chúng ta mua vào và cái khu vực này cái nhu cầu khai thác nông nghiệp ít thì khả năng cũng khó thanh khoản. Cái điều này chia sẻ ra không phải để mang cái tính chất tiêu cực, mà để chúng ta nhìn rõ hơn về 7 cái rủi ro này, về vấn đề chuyển đổi, pháp lý, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, khả năng kiếm lợi nhuận ngắn, hay là hạ tầng phát triển chưa, hạ tầng chưa phát triển nhưng mà theo kế hoạch, quy hoạch tầm nhìn thì có phát triển hay không, và rủi ro về thời tiết và thiên tai ở khu vực đấy có hay không, chúng ta có khai thác nông nghiệp được với khu vực này hay không, hoặc là cái việc thanh khoản bất động sản này, liệu cái tảng đất này to như vậy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào để có thể dễ bán này chị nhá, chia nhỏ ra. Vậy thì nếu trong trường hợp chia nhỏ cũng được thì chúng ta khai thác nông nghiệp có được hay không, thì những cái này chúng ta cần phải tính toán cho thật kỹ anh chị ạ, để tránh các cái trường hợp rủi ro như là bị chôn vốn, đầu tư không hiệu quả. Thực ra đầu tư nó không có gì khó cả, khó ở đây là chúng ta có phòng ngừa được những cái rủi ro này hay không anh chị ạ. Thì đấy là những cái chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Anh chị và các bạn theo dõi lại video này và thấy chỗ nào chưa hiểu hoặc Nguyễn Đoàn trình bày chưa có tốt, hãy để lại bình luận bên dưới để Nguyễn Đoàn chỉnh sửa, cũng như là để cộng đồng cùng nhau học hỏi. Và đừng quên ấn vào nút thích video, đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ Bất Động Sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.